Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022. Toàn tỉnh có 30 điểm thi chính thức với trên 9.500 thí sinh đăng ký dự thi, gồm các hệ trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, bố trí phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Trong đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Thành phố Trà Vinh là địa bàn tập trung nhiều trường học, lượng phương tiện lưu thông khá đông. Kỳ thi năm nay, thành phố Trà Vinh được bố trí 4 điểm thi, gồm trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 1, trường Trung học cơ sở Minh Trí, phường 6 và trường Trung học phổ thông thành phố Trà Vinh, phường 9, với hơn 1.800 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh đến điểm thi, ban lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, điều tiết giao thông trên các tuyến đường nội ô, đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ùn tắc. Phân công lực lượng đảm bảo trật tự khu vực trước cổng trường vào các thời điểm trước, trong và sau khi kết thúc từng buổi thi. Đồng thời, phân công các tổ tuần tra cơ động kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Sáng ngày 7 tháng 7, tại điểm thi trường Trung học phổ thông thành phố Trà Vinh, phóng viên ghi nhận lượng thí sinh tham gia dự thi khá đông, đa phần các em đều được phụ huynh đưa đón hoặc tự điều khiển xe đến trường. Ngay từ sáng sớm, cảnh sát giao thông công an thành phố bố trí lực lượng đứng chốt tại cổng ra vào nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra lưu động xung quanh điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Thực hiện theo kế hoạch của công an thành phố, lực lượng giao thông là kết hợp với các lực lượng khác có liên quan tuần tra trên các tuyến đường có các cái điểm thi để đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn là thông suốt. Tránh cái ùn tắc giao thông và cản trở giao thông đối với các phụ huynh và học sinh khi đến các cái điểm trường. Nhìn chung là năm nay là phụ huynh học sinh là có ý thức chấp hành tốt hơn các năm trước, tham gia giao thông luôn là đảm bảo an toàn, không để là gây cản trở giao thông hay là lấn chiếm các cái lòng lề đường ở các điểm trường. Điểm thi trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường có 584 thí sinh đăng ký dự thi. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với công an thành phố Trà Vinh và các lực lượng liên quan, tình hình trật tự an toàn giao thông tại điểm thi được bảo đảm ổn định, giao thông được thông suốt, an toàn. Nhiệm vụ của kế hoạch của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hôm nay là tuần tra điều tiết giao thông, đảm bảo cho tuyến đường thông thoáng để kỳ thi tốt nghiệp đảm bảo. Nhìn chung á, tình hình trật tự an toàn giao thông của năm nay về phụ huynh và học sinh á thì chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, cũng như đi đến thì đúng giờ, sắp xếp trật tự ngay ngắn trên các tuyến đường, đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường thông thoáng, không để tình trạng ùn tắc giao thông. Để tạo điều kiện cho thí sinh tham gia kỳ thi được thuận lợi và an toàn, bên cạnh công tác tuần tra bảo vệ tại các điểm thi, cảnh sát giao thông công an thành phố còn chủ động đề ra phương án xử lý đối với một số trường hợp có thể xảy ra va chạm, tai nạn, với quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi, hiện trường hoặc thí sinh có vi phạm trật tự an toàn giao thông thì giải quyết sau theo quy định. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tổ chức 15 ca tuần tra với 60 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố được bảo đảm ổn định, không xảy ra ùn tắc, tai nạn, va chạm giao thông có liên quan đến thí sinh và phụ huynh. Về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông tại điểm thi Trung học phổ thông Phạm Thái Bường, thì đối với em thì em thấy là về vấn đề an toàn giao thông thì đã được các cán bộ công an đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi và hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi để có thể đảm bảo cho các bạn thí sinh có một mùa thi an toàn và chất lượng nhất trong năm nay ạ. Trên địa bàn huyện Càng Long, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được tổ chức tại 5 điểm. Trong đó, điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng, thị trấn Càng Long có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 624 thí sinh. Do vị trí điểm thi cập quốc lộ 53, khu dân cư đông
cùng với lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, nên dự báo tình hình sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là bảo đảm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, ban lãnh đạo công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự phối hợp các lực lượng liên quan có mặt xuyên suốt tại điểm thi để kịp thời nhắc nhở các trường hợp đậu đổ xe không đúng quy định, không để xảy ra ùn tắc cản trở giao thông. Thì nhiệm vụ của tôi là đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đường cổng vào trường thi. Thì khi mà thực hiện nhiệm vụ thì tôi có phân công thêm 2 đồng chí tổ viên là tuần tra lưu động xung quanh trường thi. Đồng thời có phối kết hợp với các lực lượng cảnh sát khác như công an thị trấn, rồi công an cảnh sát cơ động để bảo vệ tại điểm cổng trường thi nhằm đảm bảo trật tự giao thông cho các thí sinh đi thi. Thì khi mà tại những nút điểm thời gian mà đông thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kết hợp với các lực lượng cảnh sát khác và các tình nguyện viên phân công nhau để đảm bảo điều tiết phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh. Phụ huynh và học sinh tuân thủ các quy định của lực giao thông thì chấp hành rất là tốt. Thì cũng như mọi năm thì lực lượng cảnh sát giao thông và các chiến sĩ bảo vệ cho cái cuộc thi trung học phổ thông năm nay thì được điều động nhiều hơn năm trước, thì các đồng chí cũng hoạt động rất là có hiệu quả trong cái kỳ thi năm nay. Cụ thể thì cái lực lượng giao thông thì tuần tra các con đường đi vào nội ô gần điểm trung học phổ thông. Ngoài ra thì có lực lượng tuần tra giao thông để khi mà có ùn tắc giao thông thì giải quyết để không có ùn tắc tại điểm thi trung học phổ thông tại đường Nguyễn Đáng. Học sinh đứng đường chấp hành luật giao thông rất là tốt. Thấy hôm nay đa số học sinh đi thi được cha mẹ đưa đến trường. Thấy lực lượng an ninh công an là bảo vệ bằng trong và ngoài rất là an toàn cho học sinh đi đến trường thi. Sau bữa thi ngày hôm nay của em thì em thấy đề ngữ văn khá là dễ và bám sát với đề minh họa, phù hợp với chương trình dạy học của năm nay. Dạ, em cảm thấy bản thân em làm được khoảng 80%. Sau ngày thi hôm nay là em cảm thấy là có động lực để thi những môn tiếp theo và hoàn thành tốt những ngày thi còn lại của mình. Lực lượng cảnh sát bảo vệ khu vực này ngày hôm nay rất tốt và có hỗ trợ các bạn học sinh trong việc tham gia kỳ thi. Dạ, lực lượng cảnh sát ở đây thì bảo vệ khá là nghiêm ngặt, có hỗ trợ rất nhiều cho đội ngũ học sinh cũng như giáo viên của trường. Cảnh sát giao thông thì trong buổi sáng này em đi thì em thấy luôn túc trực ngoài đường để hỗ trợ mọi người. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Càng Long phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức 24 ca tuần tra kiểm soát với 109 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm ổn định, tai nạn, va chạm liên quan đến thí sinh và phụ huynh không xảy ra. Với sự chủ động, quyết liệt của cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an toàn tỉnh nói chung đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình an toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái kính chào.